những công trình đẹp đẽ, rạng rỡ nhờ màu sắc, cuộc sống tươi đẹp rạng ngời nhờ màu sắc. Nhưng nếu thời gian làm vẻ đẹp đó mất dần đi, có một giá trị cần được khẳng định, có một thông điệp cần được truyền đi rằng vẻ đẹp đến từ chất lượng. Mang theo mình mong ước những giá trị về vẻ đẹp và chất lượng, năm 2005, công ty cổ phần sơn TCI được thành lập. Qua quá trình 10 năm trưởng thành và phát triển, nay là công ty cổ phần Info Việt Nam. Info Việt Nam tới nay đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những công ty dẫn đầu về sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sơn, chống thấm, chất phủ bề mặt và hóa chất chuyên biệt tại Việt Nam, với hai thương hiệu đã được khẳng định là sơn Viselec và sơn Info. Nhà máy Info Việt Nam sử dụng dây chuyền và công nghệ sản xuất hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm, tiến hành nghiên cứu, phát triển sản phẩm với mục đích cho ra đời những sản phẩm đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Song song với điều đó, công ty cổ phần Info Việt Nam đã thường xuyên tiến hành hợp tác kỹ thuật với các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, chủ yếu là Mỹ và châu Âu. Nghiên cứu, đưa ra những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với môi trường và khí hậu Việt Nam. Hơn nữa, việc tích hợp hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2004 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được công nhận bởi tổ chức ANAB của Mỹ đã khẳng định rằng công ty cổ phần Info Việt Nam đã đề ra chính sách phù hợp và cũng định hướng cho việc cải tiến liên tục các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm sơn trang trí của thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Hiện nay, với hệ thống phân phối được phát triển trên toàn lãnh thổ Việt Nam, công ty cổ phần Info Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, ngày càng khẳng định vị thế và được các đối tác tin tưởng, đánh giá cao. Info Việt Nam, với tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững vì lợi ích khách hàng, những sản phẩm của Info Việt Nam luôn hướng tới cam kết về chất lượng, tốt nhất về chất lượng, phù hợp nhất về giá thành, để thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng. Từ mục tiêu đó, công ty cổ phần Info Việt Nam khẳng định luôn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí cạnh tranh, với khẩu hiệu vẻ đẹp từ chất lượng, khẳng định uy tín và vị thế của Info Việt Nam trên thị trường. Info Việt Nam, vẻ đẹp từ chất lượng. Đầu xuân mới, tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể quý khách hàng, quý nhà phân phối cùng tập thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Info Việt Nam đón một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.